Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn cái đầu quay tripod của hãng Enduro, quay 50 có tên mã là BFHQ3. Cái tripod này có tổng cộng 5 cái bong bóng, có hai cái bong bóng nước nằm ở phía trên. Hai bong bóng nước nằm ở bên hông. Và cái bong bóng nước cuối cùng nằm ở trên cái đế. Cái đầu tripod này có rất nhiều cái thước đo. Hai ở trên đỉnh. Một ở dưới đế và ba ở bên hông. Cái đầu tripod này có hai tay cầm. Mỗi tay cầm đều có một cái khóa riêng để mình gấp tay cầm lại, bỏ vô hành lý, di chuyển cho gọn. Trên đỉnh có cái đế, có cái trục độc lập để mình chụp hình panorama. Khi mình không muốn di chuyển cái trục trên đỉnh, mình có thể khóa nó lại. Mình có thể khóa luôn cái trục ở dưới đế. Đi kèm với cái tripod này có một cái chân tiêu chuẩn Akaswitch. Cái chân này có hai con ốc đỡ hai đầu để tránh tình trạng mình lúc mình khóa chân không chặt, máy có thể bị tuột ra khỏi cái tripod. Cái đầu tripod này có thể dùng để pen.
hoặc dùng để thiêu. Từ 45 độ cho tới 90 độ. Mình có thể thiêu từ cả hai tay cầm. Tay cầm này mình có thể thiêu từ 90 độ cho tới 15 độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần giới thiệu cái đầu tripod Enduro PHQ3 của mình.